một hai năm sáu bảy tám chín một hai năm sáu bảy tám chín. Hello, xin mến chào tất cả anh em. Ngày hôm nay thì một con bàn mixer thương hiệu của Lưỡi Cao Boutique có hai mã, đó là một mã FX 10 Pro và một mã bên cạnh đây là FX 14 Pro. Thì hai mẫu này FX 10 thì sẽ sử dụng đó là 10 line và FX 14 bên cạnh đây thì sẽ sử dụng đó là 14 line em nhé. Nó chỉ hơn nhau về line chứ không hơn nhau về chất âm. Lưu ý tất cả anh em, anh em muốn sự nhỏ gọn vừa đủ line thì anh em thể sử dụng FX 10, và nếu anh em muốn nhiều line hơn thì anh em thể sử dụng FX 14 ở bên cạnh đây anh em nhé. Thì với mẫu bàn này của Lưỡi Cao Boutique thì cái mức giá cũng rất là tốt, hai đường effect độc lập anh em nhé, rất nhiều các cổng xuất AUX ra, rồi có những cổng group cho anh em để có thể sử dụng, có 7 band equalizer stereo để cho anh em chơi. Chút nữa thì sẽ cho gần vào để anh em có thể nhìn thấy rõ hơn. Và đây là em đang nói về cái chất âm của nó trước để cho anh em có thể nghe được cái chất âm của nó trước anh em nhé. Đây là cái chất âm mà em đang nói đây trên bàn FX 10 Pro anh em nhé. Sử dụng loa lắp 12 đẩy LT 4000 Bluetooth từ mixer đến thông đẩy và từ đẩy xuất ra loa luôn anh em nhé. Anh em đang nghe đây là chất âm em đang pha một chút vợt, nhưng anh em nghe chất âm này 1, 2, 5, 6 tiếng rất đẹp với những cái tiếng xì, đuôi xì đằng sau với những tiếng rì vợt đúng không ạ? 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Và anh em nghe cái tiếng mic đúng không ạ? Nó sạch, nó chắc, nó lực, nó rõ, nó rất mạnh đúng không anh em? Và đây là tiếng mic thô, và lên chút echo delay cho anh em cùng nghe này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ngoài ra những cái con bàn mixer này thì sẽ có lên tới 99 chế độ effect khác nhau để cho anh em thể lựa chọn. Có Bluetooth, có cổng 6 ly cho anh em chơi. Và đây là chất âm echo anh em nhé. Lên cả echo cả gì vật này. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Ok chưa? Anh em nghe rất là tuyệt vời luôn anh em nhé. Đấy, tiếng mic anh em đang nghe trực tiếp và thực tế đây rồi đúng không ạ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Và ok, em sẽ vào gần để cho anh em có thể thấy được những chiếc bàn mixer này nó sẽ như thế nào anh em nhé. Đây là cái con bàn 10 line đây. Anh em nhìn thấy một chiếc bàn nó rất là đẹp đúng không ạ? Một chiếc bàn nó rất là đẹp cho anh em đúng không ạ? Nhìn hình thức rất là đẹp luôn. Nó có cổng USB này, có MP3 là anh em có thể cắm sử dụng sang các cổng như là 910 ở đây anh em nhé, hoặc là Line 910 anh em có thể sử dụng ở đây anh em nhé. Đấy, ok chưa? MP3 anh em có thể cắm vào. Và con này nó có thêm chức năng, đó là chức năng Bluetooth anh em nhé. Có Bluetooth để cho anh em có thể sử dụng. Ok cho anh em. Bluetooth ở đây. Và tiếp theo, như em đã nói là nó có 99 chế độ effect anh em nhé. 99 chế độ effect để cho anh em có thể sử dụng khác nhau và tăng giảm đúng không ạ? Đấy, anh em nhìn thấy số nó chuyển rất đẹp đúng không ạ? Ok cho anh em. Đấy, ok cho anh em. Đấy, nhìn nó rất là đẹp anh em nhé. Anh em có thể điều chỉnh. Và ngoài ra anh em có thể chỉnh time delay của những cái chế độ echo hoặc là reverb cho anh em có thể sử dụng. Mỗi một line này thì nó đều có những cái chỉnh cho anh em high, mid, loud, và xuất được rất nhiều cái cổng AUX ra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cổng AUX luôn anh em nhé. Với hai cổng 56 sẽ là hai cổng mặc định cho anh em sử dụng effect 1, đó là reverb hoặc echo. Effect 2 cũng vậy anh em nhé. Đấy, anh em thể điều chỉnh và chuyển những cái chế độ effect ở đây để cho anh em có thể chơi. Xuất được 4 đường AUX ra, và đây là những đường ra bằng AUX, có thể xuất bằng 6 ly và xuất đường group ra, group 1, group 2 cũng bằng 6 ly. Lap right thì sẽ có 6 ly hoặc canon để cho anh em chơi. Ok chưa? Main lap right, group 1, 2, effect 1, effect 2. Và đây là những đường line của các cổng anh em nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cho anh em. Và sang với bàn 14 line thì nó sẽ là 14 line anh em nhé. Nó sẽ nhiều line hơn anh em nhé, nó sẽ nhiều line hơn. Nhưng về những cái chất âm, những chức năng bình thường, những cổng ra thì nó đều như nhau hết thôi. Chứ nó sẽ nhiều line hơn cho anh em. Đều có cổng 48V để cho anh em có thể sử dụng với các mic mà muốn sử dụng 48V để cho anh em chơi. Ok chưa? Các line đều có chỉnh gain đầy đủ hết anh em nhé. Đấy, anh em thể nhìn thấy một chiếc bàn nó rất là đẹp đúng không ạ? Rất là đẹp ở đây. Với hai bàn này, như em nói rồi, anh em mà muốn một
cái sâu vừa đủ vừa phải thì anh em thể sử dụng bàn 10 lai. Hoặc nếu anh em mà sử dụng nhiều nhạc cụ hơn thì anh em thể sử dụng bàn 14 lai, nó rất thích hợp cho anh em nhé. Những đường lai thì sẽ có đường ca nông ngoài và 6 ly trong, một trong những rất là chuyên nghiệp anh em nhé, rất chuyên nghiệp cho anh em có thể chơi. Ok, anh em có nhu cầu mua hàng thì có thể liên hệ anh em nhé. Ok cho anh em 10 lai và 14 lai. Ok anh em.